Cẩn thận nhá, tối hơi tối dễ trượt chân đấy nhá. Úi giời, cái hàng đẹp nhá. Không, anh quay lại thôi. Quay hình lại thôi. Ghi hình vậy thì nó nét hơn. Đây. Các chị nhìn thấy bức tường không ạ? Màu trắng ở giữa hai cái khe. À. Có mặt. Đấy. Đó, có một cái này. Mặt. Chị cái gì? Cái đó là cái gì? Mặt. Đó là sơn thần. Sơn thần hay còn gọi là thần núi. Chúng ta phải cực kỳ có nhiều cái nhìn thấy. Cái này chỉ thấy được buổi chiều thôi, tầm 3 giờ chiều khi mặt trời xuống núi mới hiện ra cái bức tường này. Buổi tối nó mới thấy được. Còn mà mặt trời lên thì không bao giờ thấy ông này được. Đi bây giờ thấy được ông này cực kỳ có gì. Đấy. 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 Gọi là đất có thổ công, sông có hà bá, mà núi thì có thần không. Mình nhìn thấy khuôn mặt đấy đúng không em? Dạ, nhìn thấy ngay khuôn mặt đó luôn. Đây rồi. Đang đeo kính luôn mấy trời. Có một nửa cái khuôn mặt đấy. Không, nhưng mà cái nếu mà về hình học mà chuẩn vẫn hình dung ra được luôn. Mình thấy mặt giống mây một vị thần. Giống như nhiều khi hay nhìn trên mây. Cái này một mặt. Động này người ta gọi là sao em nhìn giống như một đứa trẻ ảo không là không gian. Tức ở đây đằng kia là nhìn hay không? Nhà mình lúc đó anh cũng liên tưởng cái động thiên thai hay gì đấy. Bình thường là vì hôm nay trời nó mù, như những ngày mà trời nắng là mây nó vờn xung quanh ở đây. Đẹp nhìn lên trên. Trời mưa không bao giờ có nước trong này, nên động này có thể tham quan được quanh năm kể cả những mùa mưa gió. Tại vì sao không? Không khí là nó ngay cửa này. Nó hút không khí vào đây. Thì nó đẩy lên trên. Nó đẩy lên một lượng, cái lực đẩy của nó rất là mạnh chứ không phải lực đẩy bình thường. Đây là những ngày mưa gió, mưa là nước nó sẽ đẩy ra hai bên. Còn bây giờ ở đây là chỉ ẩm ướt là những cái tường núi xung quanh này nó ẩm ướt luôn, nên là ở đây không bao giờ có nước. Sơn thủy sơn, tiếng Anh.